Phật. Tao chưa phun mà. Tao dẹp như trước sau gì mày có phun cho nó thôi chứ đó mà. Tụi bay lập lũ ăn hại. Nuôi tụi bay cho tốt cơm, không làm được cái gì lợi ích cho tao cả. Mỗi lần kêu tụi bay hành sự vần áo như thế này à, tụi bay có còn là con người không? Tự xử đi. Mất là sao? Mày không rõ để làm cái gì? Biết nhục không? Em xin thề, thà chết không để người ta làm nhục. Thà chết không để làm nhục. Làm gì? Khiêu hả? Sát thủ mà ăn mặc vậy nè. Rách tư hết trơn hả? Quýnh ai mà rách tư vậy hả? Ta mà khiêu không hả? Làm ăn không có được cái gì hết trơn hả? Hô hà. Đó là kiểu... Có chuyện gì thủng thẳng giải quyết. Con xin phép bà Năm cho anh Sóc được vào trong học với các em. Ê nè, Phước Tâm nên biết ngồi gần người uống rượu không tốt đâu nghe. Gần mật thì đen, gần đèn thì sáng đó. Ngồi gần đi, có ngày nghiện rượu say xỉn đó nghe. Gì hả? Các em thân mến, trong cuộc đời này,
có hai dạng người có sức mạnh. Dạng thứ nhất là người không mắc lỗi lầm. Dạng người thứ hai là mắc lỗi lầm nhưng lại biết sửa đổi. Dạng người không mắc lỗi lầm chỉ có thể là bậc thánh, Phật mới có thể làm được điều đó. Còn chúng ta là con người, ít nhiều gì cũng đã từng mang lỗi lầm. Biết đứng lên sau vấp ngã để đi tiếp, bước qua lỗi lầm chính là sức mạnh. Nhưng cái mà chúng ta có thể làm được để cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, đó là mình biết làm mới lại bản thân mình và phải luôn nhớ biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất. Các em hiểu chưa? Dạ hiểu. Có biết bao nhiêu kẻ thèm khát cái báu vật này. Nếu không nhanh tay sẽ không còn cơ hội. Tao không muốn tụi bay thất bại một lần nữa. Dạ xin lỗi xem. Nếu mày không đấm bóp giỏi, tao đuổi mày lâu. Tụi bay cười cái gì? Hả? Tụi bay cười cái gì? Mày cười cái gì? Cười cái gì? Không hiểu gì hả? Tại sao cười? Hả? Tụi bay là cái đồ vô dụng, trái đường không làm được cái gì hết. Lần sau đừng có vô dụng để nghe chưa? Đừng để người ta làm nhục xem nghe chưa? Chuyện này không phải của mày. Chuyện này không phải chuyện của mày. Nhìn cái gì? Nhiệm vụ của mày là cái gì? Dạ đấm bóp. Đấm bóp. Đấm cho ai? Cho sếp. Tụi bay nên nhớ, phải hành động thật nhanh gọn, không để lại dấu vết. Hiểu chưa? Dạ. Bóp. Dạ. Bây giờ đi đi. Đi đi. Mô Phật. Bạch sư phụ, tất cả đã sẵn sàng, mời sư phụ. Xe chuyển báu vật ra kìa, tôi theo. Hoàng cố hả mày? Chúng tôi đi cúng dường cho chùa mà. Mở cửa kia ra. Chạy xe làng dữ quá, ăn bao nhiêu ói hết. Đủ ấy, dính điều hổ ly sơn rồi, đi. Quay đầu xe. Ây da, anh chơi kỳ vậy. Ây da, ai đó? Anh chơi cán tay tôi vợ. Quốc Hải hả? Ai biết pháp danh tôi vậy trời. Thầy Đại Ân nè con. Thầy Đại Ân, sao giờ này còn đi đâu ăn mặc kỳ cục vậy? Chuyện dày lắm. Lên xe theo thầy. Đi nhậu nữa hả? Trời quản chưa. Mình sẽ được thưởng lớn rồi.
Các bạn im lặng. Công nhận Sóc giỏi thiệt. Một mình đánh hết tất cả bọn cướp luôn. Đại ca mà cưng. Không có anh Sóc, báu vật của chùa này bị mất. Bộ anh Sóc đánh võ xịn hả? Trời ơi, không phải. Anh Sóc uống cụ vô thì quýnh võ không có được. Đúng không anh Sóc? Bộ anh Sóc dùng chiêu cổ thì si quách hả? Đúng rồi, anh Sóc cắn tụi cướp đó. Để nè anh Sóc, bữa nào anh Sóc chỉ em cách cắn nha anh Sóc. Bạn trồng răng đây rồi anh chỉ cắn. Các em trật tự về chỗ hết đi. Kìa, cô thú răng kêu về chỗ kìa. Để cô còn giảng bài nữa. Giải đi cô. Các em nghe cô nói, chúng ta ở đây đôi khi cũng mắc sai lầm. Quan trọng là sau khi vấp ngã, chúng ta có đứng lên để đi tiếp tục được hay không? Cô xuống răng số 1. Chúng ta phải noi gương theo bằng Sóc này. Phải vậy chứ. Không nhận cô giáo nói đúng quá. Ê cô giáo kìa. Hả? Dạ con xin lỗi cô, con sẽ mua cái bình mới. Thôi được rồi, không sao đâu, con về chỗ đi. Tất cả các em mở sách ra, chúng ta học bài mới nha. Dạ. Tụi bay là một lũ ăn hại. Tự xử đi. Tự xử đi. Hình như sếp đau phục. Cái này mới đau. Cười cái gì? Xin lỗi. Tụi bay cười cái gì? Tụi bay cười cái gì? Đứng lên, đứng lên. Tự xử đi, tự xử đi. Thế nào, tao cũng là nạn nhân của mày. Tao phải rút kinh nghiệm chứ. Nhục nhã chưa? Có gì đâu nhục. Quần áo tụi nó còn lành lặn mà. Phải không sếp? Hình như bầm rồi phải không sếp? Cô gì hả? Chưa bao giờ cứu rút panda hả? Hiện nay có một số đối tượng đang âm mưu muốn chiếm đoạt báu vật của chùa chúng ta. Báu vật có giá trị về mặt tinh thần rất lớn. Báu vật là báu vật của chốn thiền môn, được các bậc sư tổ lưu truyền qua nhiều đời. Chúng ta là hàng đệ tử, phải có bổn phận bảo vệ báu vật được an toàn. Trước lòng tham vô đáy của con người, nếu không may báu vật này mà rơi vào tay của kẻ xấu thì nhân gian sẽ gặp sóng gió lớn. Tốt, tốt lắm. Tôi tin cô. Nhưng điều quan trọng là tôi rất cần báu vật. Ông yên tâm, ba sát thủ của tôi cao tay ấn, nhưng giá hơi cao. Bao nhiêu? 200.000 đô.
rất là cao thủ. Ông thấy sao? Ok. Xém chết rồi đó. Mình có vợ mà. Nhìn kìa. Gì nữa? Trăng đẹp quá. Để vô duyên. Come on, come on. Coi chừng cẩn thận nha. Yên tâm. Sao mày xô tao? Sao mày gỡ tay cho tao? Không, mày là tao xô. Ghét mày. Come on, gì vậy? Mày ghét điện thoại hả? Không phải, nó đập điên. Sao đinh nhỏ quá vậy? Mà là ăn cắp. Ăn cắp. Ôi trời. Sư phụ ơi, hình như có trộm. Sợ chưa? Sợ chưa? Đứa nào chơi kỳ cục vậy bay? Chơi bàn nũng nổ và bằng cái robot. Từ trước tới giờ tôi tưởng ông là tay súng giỏi, ai ngờ ông dùng cái robot gian dối này. Ông đúng là cáo bò vô. Tôi chết mà nghe rồi. Sao chơi ngu dữ vậy? Cười cái gì mà cười? Coi chị đây. Chơi bài cào hả? Trời ơi, vũ khí của tôi là thần bài mà. Bài ướt rồi bà chạy. Bà lạnh quá. Tưởng ta không biết võ à? Má, nó dính trên đầu con nè má ơi. Hả? Má tưởng mới chụp được hả? Cưng, coi siêu nhân ra tay nè. Hả? Đúng là cao thủ. Ông có sao không? Còn hỏi sao không? Nè, các người làm gì vậy? Đi tạm đi. Sư phụ ơi, ba sát thủ mới chạy kìa. Đi
Mọi người tránh ra, tránh ra đi, tránh ra, để cho tôi chạy, tránh ra. Con đừng dạy dỗ mà tự giận nha con. Cứ để cho tôi chết, tránh ra. Con bà còn trẻ quá, tại sao nó muốn tự tử chết vậy? Cái thằng mất dạy đó là con của tôi sao? Không phải con bà, sao bà khóc dữ vậy? Trời ơi, ông già vô duyên. Vậy chứ nó leo lên lầu nhà tôi, nó nhảy xuống, nó tự giận. Nó chết, sao tôi chết hả? Rồi ai chắc lại mua cái nhà này, ông mua hả? Bà chết ra. Thằng mất dạy. Tại sao không biết bao nhiêu nhà mày không leo ra? Mày leo ngay nhà tao làm sao hả? Thằng khốn nạn. Mày ra ngay đầu cầu mày nhảy xuống đi. Mày lái xe mày dẫn vô một đèn mày chết bà mày đi. Mày báo tao hả? Tao mất dạy. Trang ơi, không có em, anh sống trên cõi đời để làm gì nữa? Hẹn em kiếp sau, nhìn biệt em. Này con kia, dừng lại, đừng làm chuyện dại dột. Mọi người tránh ra, hãy để cho tôi chết. Thôi con à, buồn nào rồi cũng qua đi. Con đừng làm chuyện dại dột. Con có chết thì cô ta cũng thay lòng đổi dạ rồi. Có lợi ích gì đâu hả con? Trời ơi, ông trời ơi, ông đối xử với tôi không công bằng. Tại sao, tại sao? Tại vì lẽ đời có hợp rồi sẽ có tan, có đến, ắt sẽ có đi. Yêu thương cũng là vô thường. Tâm hồn con người ta vốn dễ dàng đổi thay mà con. Người đó đã phụ tình con thì có đáng gì con phải hy sinh đâu. Nghe lời thầy xuống đây. Giờ này vẫn chưa ngủ à? Thiệt tình, tôi không bao giờ quên ơn sư phụ. Nếu không có sư phụ, chắc có lẽ ngày hôm nay là ngày mở cửa mã của tôi. Trời, nghĩ lại mình ngu và quá si mê mà. Trời ơi. Nè 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 nè, bình tĩnh. Hình như là anh còn nhớ cô ấy lắm hả? Thật sự tôi mất lòng tin. Tôi không tin vào con gái nữa. Họ thật là xấu xa mà. Nè 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 nè, anh đừng có quơ đủ cả nắm nha. Thực ra trên đời này còn thiếu gì người tốt. Chẳng qua là anh chưa gặp thôi. Chưa gặp thôi. Nè, giống như là cô giáo dạy học ở trong chùa đó. Ừ thì có, nhưng mà hiếm lắm. Ủa, bình bông này nó bể rồi, bỏ đi mua cái mới, dán chi cho nó bạch sức. Nhưng mà bỏ không có được. Tại đây sao? Là đồ kỷ niệm của cổ. Kỷ niệm tặng. Ê, đừng nói với tôi học sinh mà đang để ý cô giáo nha. Ừ, nó tầm bậy không à. Tôi chỉ giúp giùm cổ thôi. Ê, trời, đêm mà ăn miếng lạnh bụng chết. Sao rượu không vậy? Thì ngâm rượu ăn cho đỡ ngán. Đừng qua mặt tôi nha. Chỉ có dân nghiện rượu mới chơi chiêu này. Ủa, mà ở trong chùa uống rượu, chú không sợ phạm giới hả? Phạm giới gì? Tôi là người thế tục, tôi sống ở ngoài chùa mà. Tôi có xuống tóc đi tu đâu sợ phạm giới. Ha. Nhưng mà ăn kiểu này không có đã đâu. Sao ạ? Hay là giờ vậy, tôi đang buồn, đi với tôi ra quán làm giả sĩ đi. Không có được, tôi đang làm việc. Đêm khuya vậy mà cũng làm việc nữa hả? Ừ. Ủa mà việc gì? Khả năng trộm. À trộm. Nói nhỏ nhỏ. Trộm vô đây ăn cắp nhang đèn, giấy tiền vàng bạc lư hương hả? Vậy mà có mới ghê chứ. Có trộm. Ừ. Trộm. Để tôi, để tôi, để tôi. Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Dạ. Không có gì nguy hiểm được. Mày tôi, để tôi. Thằng nào mà ngu lắm đó. Anh chùa chừng đó. Chừng mấy cái lư hương nhang đèn đó nha. Ừ. Chẳng lẽ báu vật lại trong phòng này?
Con chào bà Năm. Chào cô giáo. Dạo này thằng Sóc học hành sao rồi cô? Dạ, ảnh học cũng tiến bộ được nhiều rồi bà Năm. Ây già, cái đầu rồi mà học chung với mấy đứa nhỏ. Trăm sự nhờ cô giáo giúp đỡ động viên nó giùm nghe. Dạ, dạo này con thấy anh bớt uống rượu và siêng năng tập võ đó bà Năm. Vậy hả? Trời, biết đâu cô giáo lại là người cảm hóa được nó à nghe. Tiếp tục. Bồ Phật, có sao con? Cô có sao không? Đứng đó chi nữa, chạy theo coi. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn đệ. Ủa, nè anh gà, anh bắt gà làm gì vậy? Tôi ra thèm món gà ác từ thuốc bắc. Đây là gà mái đâu phải gà ác đâu. Hơn nữa, thầy có dặn không được sát sanh trong chùa. Ôi, tội lỗi, tội lỗi. Mô Phật, hãy tha thứ cho người mới đến. Sao? Ai mà dễ thương quá vậy? Xin giới thiệu với cô. Mình tên là gà ác. Chào cô. Xin giới thiệu với anh gác, đây là cô giáo. Cô chào giáo anh. Đây là người tốt đúng không? Ô, ngưỡng mộ, thật là ngưỡng mộ. Trò Sóc khen cô rất là nhiều. Nhờ cô mà bạn Sóc biết chữ. Và giả lại, cô là người luôn quan tâm lo lắng cho người khác. Đặc biệt á, bỏ hết công việc ở Sài Gòn đến ngôi chùa nghèo này để dạy học. Được dạy học cho các em nghèo mồ côi cơ nhở là niềm đam mê và hạnh phúc của tôi. À, tôi cũng mồ côi nè. Ngày mai tôi đăng ký học nha cô giáo nha. Nếu như anh thích. Bạn gái hả? Dễ thương nha. Hai bà chị nào cưới nhớ mời thiệp nha. Anh làm gì vậy anh gà? Tôi bắt gà bóng chuối. Anh gà ác vui tính ghê. Thì lúc anh bị thất tình anh vậy á. Đúng là tụi nó yêu nhau thiệt. Cái coi dạ. Ê, chạy đâu hả em? Bỏ người ta mày la hả mày? Cứu ra. Dạ sao cứu em? Anh ra đòn chính xác kìa. Dạ. Sư phụ dạ anh đó. Cũng may bạn tới kịp. Sao cô hay vậy? Em mới học anh đó. Sao biết mà đến đây? Anh gác nói. Hơn nữa, bởi vì lẽ phải là nhiệm vụ của tôi. Có rượu, anh rất khát. Đã rất nhiều lần tôi đã muốn bỏ rượu nhưng mà chưa thực hiện được. Tại sao vậy? Chuyện dài lắm. Tại hồi nhỏ, nhưng mà cô không hiểu đâu. Vậy cô giáo về bảo trọng nha. Tôi phải về chùa để canh giữ báo vật. Nè, mày chia cho tụi nó đi. Sao hết vậy? Mụ nội mày, ăn giọng luôn đi. Tao bị dính một búa, đau gần chết nè. Ủa, ai đánh anh vợ? Nhiều chuyện quá vậy, biến đi. Đi nhậu tụi bay. Đi. Má Nam ơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Cái gì vậy, cái gì? Từ má cứu cho. Mày leo lên cái cốc làm cái gì? Má Nam đừng có lại gần nha. Coi chừng, con rắn. Hả, rắn hả? Rắn đâu? Đó, rắn mối đó. Trời ơi, rắn mối cũng sợ, sợ nữa. Sao sợ? Mày là gà ác, mày không dám mổ rắn mối hả mày? Má Năm kiếm gì đuổi con đi má Năm. Con không dám xuống đâu. Con sợ, có cái cây kia. Nè, quỷ, rắn đầu ra đây. Đó. Trời ơi, chết con rồi má Năm ơi. Con rắn mối nó bò lên con cây.
Cái đầu con có sao không? Ở dưới, ở dưới. Cái lưng hả? Ở dưới chân á, ôi da. Chân hả? Dập trời ơi. Trời ơi, gãy chân hả con? Để từ từ mấy năm coi nha, từ từ, từ từ. Con tin gạt má đến bao giờ hả Sóc? Má tuy không đẻ ra con, nhưng má thương con hơn con ruột của má. Má luôn lo lắng sức khỏe cho con, nhưng tại sao con coi thường sức khỏe của con như vậy hả Sóc? Má Năm, con định xin lỗi má chứ gì? Con đã từng hứa với má là không uống rượu nữa đúng không? Bao nhiêu lần con xin lỗi má rồi hả Sóc? Bao nhiêu lần con hứa với má rồi mà con có chiến thắng được nó hay không hả Sóc? Trời ơi là trời, Sóc ơi là Sóc. Má Năm, con vẫn còn tiếp tục thì đừng bao giờ kêu má bằng má. Cái câu đầu cạo đầu á là để mỗi lần đi tắm á khỏi cần gội đầu, khỏi tốn tiền mua dầu gội đầu đúng không thầy? Tầm bậy, cạo đầu á là để mát mẻ da đầu đúng không thầy? Các huynh hiểu sai rồi, xuống tóc lễ chút bỏ hết phiền não, rửa sạch hết bộ trần xả đi thang máy. Ủa Thế Tục, trời ơi ngứa quá trời luôn. Tại con thấy á, mấy người ngoài sớm con nói á, cạo đầu là để cho ngầu, họ còn rủ đi xăm mình để cho hợp cái đầu chọc đó nữa. Tùy theo cách nghĩ của người đời thôi các con. Thầy ơi, làm sao phân biệt được người đi tu và người Thế Tục hả thầy? Người xuất gia sẽ mặc y phục của chùa với hình tướng là đầu tròn áo vuông, sống đời đức hạnh thanh cao, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất sai nghiện và còn nhiều giới luật khác nữa. Vậy nếu người xấu người ta lợi dụng, người ta cũng cạo đầu rồi mặc đồ của chùa rồi đi làm việc xấu, sao mình biết được hả thầy? Đúng. Thánh Phật biết con à. Người làm điều ác mặc dù không ai biết, nhưng sớm muộn cũng sẽ phải chịu lấy quả báo xấu. Thèm rượu, ngủ được hả? Nhìn cái mặt bơ phờ tới cử rồi phải không? Kiểu này chắc tôi bỏ rượu luôn quá. Bỏ được không? Chứ tôi thấy khó lắm đó nha. Vậy chứ má biết, má chưa chết luôn đó. Nếu uống ở đây mà sợ thì mình ra quán uống. Má cũng biết. Sao má biết được? Giờ này má Năm đang canh giữ báu vật ở trong chùa, tôi với chú thì thoải mái, chầu này tôi lo. Thôi mà không được đâu, giờ này khuya rồi, chắc tôi nghĩ không có quán nào bán đâu. Có. Có tiền là có tất cả. Ê, gì kỳ vậy? Chú quán, cho thêm dĩa câu đi. Đây còn hai trái. Hả? Khỏi kêu. Ăn đi. Biết bao nhiêu tên đẹp, giờ không lấy, sao lấy tên gã? Bỏ nát lắm hả? Bậy, tại tôi thích món gà ác tìm thuốc bắc. Gà ác có con khỉ gì ngon mà thích. Ngon sao không ngon? Bữa nào lên Sài Gòn đi, tôi dắt tới quán A Chạy ở quận 11, ăn là ghiền luôn đó. Nhưng mà con cám ơn ông á, không nhờ ông cô giáo bị hãm hại rồi. Chuyện nhỏ, mình là người một nhà mà, biết bảo vệ lẫn nhau chứ. Bây giờ bọn xấu nhiều lắm, vì tiền mà nó mờ mắt, nó dám làm tất cả.
trộm cướp, thậm chí giết người nữa. Mà nghĩ lại cũng tội nghiệp, chắc là có hoàn cảnh gì đó. Hoàn cảnh cái con khỉ này. Nó, kẻ thứ cướp của giết người tới chùa mà nó cũng không tha nữa kìa. Dù có gì quý đâu mà lấy. Có chứ, báo vật. Báo vật? Có bao giờ bị mất chưa? Rồi, nhưng mà nhờ tôi nè. Sao? Tôi khiển. À. Con thằng nào nó tè mặt tôi. À. Tôi vẫn để, tôi lấy báo vật về. Vậy hả? Còn bây giờ khó lắm, không dễ lấy đâu. Sao khó? Bước ra đi, quốc một cái bom. Ăn ra ngoài liền. Ủa, nói vậy trong phòng để báo vật có gài bẫy hả? Đúng. Công nhận sư phụ thông minh thiệt. Mà không có được, bởi vì tụi nó lưu manh lắm. Nếu bị đánh văng ra ngoài, ngu gì đó đi, chắc chắn nó sẽ bò vô. Bò đi. Không có thuốc giải rồi sao? Sẽ bị xấu trai suốt đời. Mình bị xấu, xấu thêm đi nữa đâu có sao. Gài bẫy vậy là đúng tời rất là khâm phục sư phụ. Rất là ái mộ sư phụ. Mình phải cẩn thận như vậy mới được. Chỉ có cách đó mình mới trị được bọn cướp. Trong phòng có bao giờ có ai vô được không? Không có ai vô được đâu, chỉ có sư phụ ấy. Tại sao? Hả? Ai xô ta? Tại sao? Đại sư phụ đúng số ký. Đúng số ký.
Hả? Bà kia đúng. Sụp bà kỹ bà đuối với trái chuối. Trời, chắc lại uống nè. Ba, còn mấy ký nữa chắc chết quá. Hai. Để cho Quân đi trước đi, Quân đau quá. Thông cảm cho tôi xíu nha. Đất ơi, làm cái gì mà 3-4 ngày nay không chịu ăn? Không ăn thì uống. Uống đi. Ê, đây năm. Nước gì vậy má? Nước tăng cân. Dạ. Con mẹ này, tự nhiên cho mình uống thuốc tăng cân, bây giờ phải uống thuốc sổ. Lãi nhãi gì vậy? Trời, má kỳ quá. Con đang giảm cân, tự nhiên má cho con uống thuốc tăng cân. Nói trời thôi, chứ không phải thuốc tăng cân. Vậy chứ thuốc gì? Xâm lạnh. Nhát, nhìn cái mặt là biết nhát luôn. Tại sao chú biết chặn xe cổ lại? Nói với cổ em, anh mới dán bình bông cho em nè. Tôi nói thiệt với chú nha, trong tình yêu chú yếu đuối lắm. Chú phải cho cổ biết là chú đang yêu cổ. Nó hay quá. Sao bữa nhảy lầu? Chuyện của tôi khác, chuyện của chú khác. Con gái bây giờ nó thực tế lắm. Nó cần sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc, thậm chí tỏ tình nữa kìa. Nói thẳng liền, anh yêu em. Anh yêu em? Ừ. Thôi, này khó lắm. Tôi không dám nói đâu, ngại lắm. Có gì đâu ngại, có gì đâu mà khó. Tôi sẽ giúp chú. Cầm lấy. Quan trọng chú tự tin là được. Ok. Trăng đêm nay đẹp quá phải không em? Trăng đêm nay đẹp quá phải không em? Trăng trên tranh đẹp thiệt. Mặt trăng lủng lẳng, anh nằm thẳng cẳng. Trên chiếc giường tre, anh cầm cây bút, chấm chấm mút mút, viết thư cho em. Trên chiếc giường tre, anh cầm cây bút, chấm chấm mút mút, viết thư cho em. Hỡi em thân yêu, từ ngày em đi, căn nhà vắng vẻ. Con chó nó đẻ 4 con, mặt nó tròn tròn giống em như đúc. Con chó nó đẻ 4 con, mặt nó tròn tròn giống em như đúc. Hả? Anh nói gì vậy? Ủa, anh gà ác, anh đi đâu vậy? Anh đi toilet. Anh đi toilet. Anh đi đi. Anh gà ác điện thoại ai vậy? Sao nhiều chuyện quá? Sao nhiều chuyện quá hả? Hôm nay anh sao vậy? Vui vui. Vui, không có gì vui. Đã. Anh yêu em lắm, anh nhớ em nhiều. Anh yêu em lắm, anh nhớ em nhiều. Cô giáo ơi, anh yêu em. Cô giáo ơi, anh yêu em. Yêu con mắt mày, báo giật tao lấy rồi. Yêu con mắt mày, báo giật tao lấy rồi. Hả? Anh nói gì vậy? Thôi chết rồi, gạt lấy báo giật rồi. Là sao? Em không hiểu. Mình bị lừa rồi.
Tụi bay định gài bẫy tao hả? Tụi bay ở đâu? Con ngồi xuất hiện đi. Con ngồi xuất hiện đi. Xuất hiện đi. Hả? Mày xuất hiện ở đây làm cái gì? Dạ, ra cười cho nó sợ. Biết. Dạ. Hô, biết. Đúng. Ê, thằng bài mày thả tao xuống. Dạ, em muốn nói với chị đó. Tụi vô dụng. Hai đứa mày vô dụng rồi. Xin lỗi gọi lộ số rồi nha. Alo, gã phải không? Thuê ba quý khách bị giật rồi, xin đừng làm phiền nữa nha. Mình đẩy bỏ cái tay. Dạ, có con khỉ gì ngon mà thích. Ngon sao không ngon? Bữa nào lên Sài Gòn đi, tôi dắt tới quán A Chảy ở quận 11 ăn là ghi luôn đó. Tôi muốn xem hàng. Khoan, anh cho em lên giá tiếng nha. Thêm 40.000 đô nữa thôi. 40.000 đô thôi à? Sao quýnh tôi vậy? Tôi gửi cho các bạn 500.000 đô. Tao gửi luôn cho tụi mày 700.000 đô. 700.000 đô. Không, đó là tao. Tao nói 700. Ông chủ tao nói 500. À, vậy cũng được nữa. À, cho con mắt của chúng tôi. Ông quả là một con người tốt, quá hào phóng. Quá dễ thương. Quá đẹp trai, quá tử tế, quá nhân ái và giàu lòng từ bi phải không? Ôi một bầu trời giả tạo hai con thảo mai. Thôi. Dẹp đi. Dạ. Dạ. Cho tôi xem hả? Dạ. Dạ. Sao mày nhảy hoài với mày? Dạ đây. Các bạn xảo quyệt lắm. Các bạn cướp cái này trên tay của thằng gã ác. Đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan tới ông. Tôi biết rất rõ các bạn. Kể cả cái clip video võ thuật mà các bạn sử dụng toàn là kỹ xảo lồng ghép. Các bạn không có tài cán gì cả. Tôi quá dữ. Gà ác thông minh hơn các bạn tưởng. Nhìn đi. Hả? 1.1 triệu năm chục. Gà, là một tô nữa à? Ây da, quất thêm một tô nữa lòi bắn họng hả? À. Ủa? Xin lỗi. Có lộn hả? Lý nghĩ sao vậy? Lý xin lỗi chung 100 lần á. Quan của ngọ có khai không? Dạ, dạ con xin lỗi chú. Chú. Chú biết người này không? Thằng ác à? Dạ đúng rồi. Khách vụ của quan á, mới quốc bà thu lồi bản hồng ly rồi. Mà chú biết nhà nó đâu không? Dạ của lo. Ly tìm lo mà hỏi. Dạ, cảm ơn chú. Đúng là thằng điên. Thank you.
lớn quá. Chú mua cho con tờ giấy số đi. Mày uống một ly, tao mua mày một tấm giấy số. Con không biết uống. Biển mày. À, ra đây. Mày ra đây. Mày, sao mày không bán được giấy số? Dạ, chú bắt con uống. Ai à? Nạn, không biết uống thì phải uống như chưa. Đi. Dạ. Con gì chú? Ê, cái thằng này. Nhóc. Dạ. Vì nhân duyên đưa đẩy Sóc thành kẻ nghiện rượu, Sóc bị ép uống trong 4 năm. Âu đây cũng là nhân quả nghiệp báo của Sóc. Chắc đời trước lúc làm người, Sóc đã sống không được tốt, nên tới đời này tuy có được nhân thân là người nhưng phải chịu cảnh mồ côi bất hạnh. Quán chiếu Sóc không có căn tu, vì nghiệp trần quá nặng nên ta đành gửi Sóc cho bà Năm gần chùa nuôi. Mong rằng một ngày nào đó Phật Pháp sẽ giúp cho Sóc sẽ có thể chuyển hóa khỏi nghiệp uống rượu. Bao nhiêu lần quyết bỏ rượu nhưng vẫn không được. Chợt này phải không? Tôi kiếm gấp 10 lần cái cậu có. Có tóm lại, tôi cần cậu. Chúng ta cùng nhau hợp tác nhiều phi vụ khác. Chuyện nó tính sao? Bây giờ tôi đang cần tiền. Bóp. Dạ, dạ, dạ. Ai kêu mình đến bóp? Tiền. À. Tiền kìa. Nhìn cái gì? Mày điên. Ui dạ. Dạ, tiền. Hoàng, tôi rất trân trọng cậu. Tôi muốn chính tay tôi đưa cho cậu. Ok đủ. Ông quá tốt. Cảm ơn ông. 24 giờ nữa mày sẽ chết. Đâu rồi
Cảm ơn thầy đã cứu mạng con. Vì lòng tham mà con đã phạm sai lầm. Giờ con rất hối hận. Con có lỗi với thầy và tất cả mọi người trong chùa. Bạch thầy, thầy đại từ đại bi, thứ lỗi cho con để lòng con được nhẹ nhàng thanh thản. Thầy, con xin được sám hối. Con biết ăn năn sám hối, coi như là trong con cũng đã có thiện căn rồi. Phật tổ từ bi sẽ chứng minh cho con. Ta mong từ đây về sau, con biết làm lành tránh ác, sống hướng thiện, hướng thượng. Thôi, con nghỉ đi, cố gắng nằm tĩnh dưỡng. A Di Đà Phật. Đây là vật kỷ niệm của mẹ em, anh hãy giữ lấy. Cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ luôn soi sáng và gia hộ cho anh được bình an. Nguy hiểm luôn rình rập nên anh phải hết sức cẩn trọng nghe. Em cứ an tâm, có Bồ Tát phù hộ cho anh, anh không sao đâu. Nhưng anh có biết ai là kẻ đã hại anh gà ác không? Vậy anh đi một mình hả? Còn báo vật hiện nay đang ở đâu? Anh gà ác biết. Tôi không biết. Anh nói cái gì? Anh không biết hả? Anh mới là người biết rõ báo vật đang để ở đâu. Anh nói đi, tôi sẽ đi lấy về. Một mình chấp tất cả hả? Định làm người hùng hả? Bọn họ là những kẻ buôn bán vũ khí ở biên giới. Võ của chú có đánh lại bọn họ hay không? Họ không có đạo đức như chú tưởng đâu. Đừng có nằm mơ, tỉnh lại đi cưng. Nhưng mà tại anh tất cả. Tại sao tại tôi? Tại anh, vì lòng tham của anh đã lường gạt tất cả mọi người trong chùa. Để cuối cùng anh được cái gì hả? Anh được cái gì? Ngay cả cái mạng của anh kìa đó. Bọn chú cũng không tha. Đúng, chính vì vậy nhiệm vụ của tôi phải đi lấy báu vật về. Bởi vì thầy đã cứu mạng tôi, lúc đó tâm hồn tôi mới được thanh thản. Nhưng mà anh đi một mình, anh sẽ chết chắc. Chết? Trước đây tôi đã chết rồi, bây giờ chết nữa đâu có sao. Không được, tôi có lỗi với chùa. Tôi phải có bổn phận đem báu vật về cho chùa. Tôi sẽ cùng đi với anh. Được, nhưng mà chú phải nên nhớ một điều. Đối với bọn họ, chúng ta phải đánh thật nhanh, gọn và đánh phủ đầu. Thôi, cách này không được đâu, nguy hiểm lắm. Giả lại thầy dạy không được sát sanh. Nhưng mà bọn họ đông mà. Đông đông chứ, tôi thấy cách này bạo lực lắm. Giả lại tiền đưa mướn sẽ tăng. Khó quá à, thôi vậy thì nghĩ cách khác đi. Ê, hay là mình đột nhập vào ban đêm. Cái gì? Đột nhập vào ban đêm à? Chết chắc. Căn nhà tôi nắm rất rõ, đám đệ tử của ổng đông lắm, lúc nào cũng canh gác 24/24. Anh là người thông minh, chẳng lẽ anh không nghĩ ra cách à?
Mày lên, buông tôi ra, thả tôi ra. Đến giờ phút quyết định đã đến. Thành thật chia buồn mày. Rất tiếc tuổi đời mày còn trẻ mà phải đi sớm. Nạp đã. Dạ sao tao giỡn nha. Đừng, đừng. Tao giỡn nha, chơi trò gì. Mày á, mày á. Mày giỡn ở đâu? Đi hả? Mày chắc không? Đi hả con? Mày đi hả con? Bà nội mày treo bánh mì. Mày khai không? Bảo giờ đây đâu? Tao không có biết. Mày không biết nữa. Cho mày ăn món khác. Bà đâu mà có mì nè. Nhưng phép. Trời ơi, biến thái vậy mày nghĩ cũng ra nữa hả? Mày lu xô. Bảo giờ để đâu? Tao không biết. Được. Đổi món khác. Yes sir. Yes sir. Dương nè. Chuẩn bị hưởng thụ nè con. Nó né kìa, nó né kìa. Nương. Mày bắn ngay chỗ hiểm làm sao đầu thai được. Yes sir. Dương nè. Bây giờ mày chịu khai chưa? Tao chưa kịp bắn sao mày bắn tao. Xin lỗi, xin lỗi. Mỗi tay của sếp. Dương. Yes sir. Sao mày đen tao bắn hoài vậy? Em lỡ bắn sai mục tiêu. Mày bắn sai mục tiêu. Chừng 10 lần tao bầm dập hiểu chưa? Yes sir. Thấy đã. Yes sir. Bây giờ mày chịu khai chưa? Hả? Bóng giờ tao để ở đâu? Mày lì phải không? Dương nè. Tao không có giỡn với mày nha. Đừng. Mày bắn cái dừa không si nhê gì nó đâu. Thằng này nó lì lắm. Bắn cái này nó mới sợ nè. Mày chịu khai chưa? Khai vậy tao khai. Vậy tao khai mày dớp về mày chia tao không mày. Ok. Hả? Mất dài. Tao khai rồi mà sao bắn tao? Công nhận anh vợ mày đấm giỏi quá bóp ơi. Chắc mày thất nghiệp quá. Mày bị xe đụng cái đầu có sao không? Dạ, tét. Mày bị bụi. Dạ. Ông yên tâm, cháu tôi nó hên lắm. Trong cái rủi có cái mài, nó mài 50 mũi. 50 mũi? Mày còn sống được là mai. Sao cũng chết được. Con phải sống chứ. Con phải sống để con phụng dưỡng cho ông chủ. Mạng mày lớn hơn mạng tất cả ác nhiều. Ông nói sai rồi. Mạng mày ác lớn hơn mạng ông nhiều. Mày làm đi. Ông không ngờ thằng gà ác này còn sống chứ gì. Ông quên rồi sao? Tự nhiên chấm tôi rồi. Cái mạng tôi sống dài lắm. Bọn về đừng để ở đâu. Khoan, từ để thương lượng. Cái loại người này không cần phải thương lượng. Bọn về để đâu hả? Ê, cứ chừng ông có súng á. Dân buông ra, lùi lại. Tao nói mày á, lùi lại. Đứng lên. Nhanh. Bước qua. Lẹ lên. Hay lắm bốp. Con hay lắm. Trời ơi. Đứng thành một phe đi. Mày phe bên này hả? Tao phe mày. Đứa nào phe đứa nào? Nhanh. Ông Phi nói lời cuối đi. Khoan, đừng, chúng tôi chỉ muốn lấy bao vật này bị chùa thôi. Nói. Tiền lấy hết
Bụp, con ở trong bao nhiêu năm rồi con? Con biết tánh ông mà, ông sẽ lo cho con suốt cả cuộc đời. Bình thường đánh bóp nhiều lắm phải không? Nhà ông muốn nhiều lắm à. Bóp đánh bóp cho ông mà. Sao ông lại đánh bóp? Ông không được đánh bóp biết chưa? Hả? Phải hiểu cái thằng này chứ. Hả? Thằng bóp này tuổi con chó mà. Mà đã là con chó thì phải trung thành với chủ nhân. Đây thưa sếp. Gì gì? Con là bóp mà. Vậy là sao? Bị bắt chứ sao? Với một người nào quá tệ hại và tệ cho người đã gặp lại mình. À, quên nói cho các bạn biết một điều nào. Mày hôi quá. À, nói cho mày biết một bí mật nha. Chứ kia mày nhổ nhổ không cho vậy nha. Tao thù dài lắm. Để xem hôm nay mình có trò chơi gì nha. Hôm nay mình cũng chơi Halloween. Trò chơi. Dương nó. Yes, yes sir. Khoan, gì? Bắn cái lâu trong cơ thể con người em vậy? Bắn vô mặt mày á. Dương nó. Khoan, gì? Bắn vô khác đi, bắn mặt xấu. Mày nghĩ có ai xấu được bằng mày? Cái mặt mày xấu lắm rồi. Dương nó. Cái gì nữa? Nó hỏi kìa. Hỏi gì mày? Em đâu hỏi đâu. Rạch quá. Dương nó. Cái gì? Kỳ này cho em hỏi, kỳ này cho em hỏi anh. Tôi chết cho em chết đẹp nha. À, mày yên tâm, mày chết đẹp lắm luôn á. Mày chết đẹp nhất luôn á. Dương nó. Đó là một loại nước sẽ làm tan cái tụi mày trong tích tắc. Acid. Chuẩn bị đi con. Dương Na. Yes. Chết con ơi. Ôi trời ơi, hồi nãy nói là cho chết đẹp, bây giờ chết cho quắc. Mày không á. Đó không phải là acid. Thì cái đó là nước gì? Mà là nước tiểu Chihuahua. Sai rồi, đáng tiếc đó không phải là Chihuahua, nó là một cái con giống mà. Con gì? Bulldog. Bắn lần hai. Ốp. Cô hai vậy? Anh Thảo, thấy ba tôi đâu không? Dạ thưa cô hai, ông chủ ra ngoài có công việc.
làm gì ở đây vậy? Tra tấn. Tra tấn ai? Tra tấn tôi. Tôi có lỗi quá, tự xử. Ôi da, 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 ôi da. Dạ 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 dạ. Thưa ông chủ, hình như cô Hai biết chuyện. Ok, tao quay về liền. Dạ dạ. Mở hoài không có được. Để giờ tao bấm sinh nhật của tôi nè, sinh nhật của con sắp nè, mở hoài không được. Ê, sinh nhật của cô ngày mấy? Hình như không có mở cái sắp bằng ngày sinh nhật đâu, mà là mở password bằng bài hát đó. Bài hát hả? Dạ. Mà ai thuộc bài gì đâu mà hát? Hay là anh lại mấy vi tính thử coi nè. Quá trời bài hát luôn, biết bài nào đâu mở. Em cũng không có biết nữa. Trời ơi. Tại tôi nghĩ ba cô thương cô nên tôi mới chọn bài này. Không có phải đâu. Bây giờ lẹ lên đi, chứ không thôi ba em về là chết đó. Ê, tôi biết rồi. Bài gì? Vậy là ba cô thích bài này nè. Đó. Thấy chưa, cô không mở đâu kia. Không phải, đúng rồi, luôn sương mù. Ê, biết bài này rồi. Bài gì? Happy Birthday. Khoan, mình vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Là một bài hát, nếu mình chọn sai, cái xác sẽ tự động phát tín hiệu báo động. Cho nên mấy anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lan và Điệp. Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà. Không, Lý Con Sáu. Lý Con Khỉ. Qua cầu dấu bay. Người ấy là tôi, em chọn ai? Bài này tôi thích, ba cổ không thích. Ê, bé bé bồng bồng. Bài này nè, năm anh em trên chiếc xe tăng. Ba em về. Đúng rồi. Ba em về. Không phải, ba em về kìa. Tôi chết rồi. Mấy anh đi lẹ đi, còn báo giật để đem tìm cho. Không được, nếu không có báo giật tụi anh không đi đâu hết. Trời ơi, thôi mấy anh đi giùm em đi mà. Cái gì sao? Tắt đó hả? Trời ơi, ba cái lu su bu làm không được. Dẻo quá, rút cái dây điện rồi sống. Rồi đi. Ê, cái xác nó mở kìa. Vậy hả? Quận này ghê thiệt, rút dây điện là cái xác nó mở. Hả? Trời ơi, những bé về đầu tiên đâu đến chúng ta. Ê, báo giận hả? Đưa báo giận đi. Không. Còn thiệt không ngờ ba lại là kẻ chủ mưu cướp báo giận của chùa. Ba thiệt là tham lam độc ác. Cấm miệng. Cô chủ, tại sao cô lại có thể ăn nói một cách mất dạy như vậy? Hả? Cha mà cô cũng dữ dằn, đã được bất đạo, bất hiếu, để con xử cho. Không phải chuyện của con. Còn mày, đưa đi. Không. Ba, con gian ba, đừng làm điều xấu mà nếu ba. Nếu không đưa thì đừng trách ta. Thằng kia, mày làm cái gì? Ông trách ra, mày giận. Nếu không tôi giết con ông. Mày giận, mày đi. Giận ra, mày ra, mày đi. Quá hơi quá, hơi quá, cái mặt không sao. Không sao. Bao. Đừng có lại, không được manh động. Ông kia lính là mở cửa, nếu không tôi giết con ông, tôi làm thiệt đó. Có chứ? Đừng có lại, mở cửa đi. Lên xe.
lục hết xe cho tao. Ê, nó kìa. Đâu, nó đâu? Chạy nó. Chạy nó. Chạy nó lên. Coi chừng. Coi chừng nó chạy kìa. Bỏ đi. Lục xúc. Lục xúc. Mày đợi tao chứ, đợi tao chứ. Kêu sư phụ đi con. Bà hay lắm. Tôi biết tất cả các chiêu của bà rồi. Tôi không bị bà lừa nữa đâu. Xuất chiêu đi. Xuống
xuống bố luôn, bố xuống luôn. Ôi da, ôi da, cái gì mà luôn xuống bố hết trơn vậy? Bảo vật đây. Không được, bảo vật là của chùa, chúng tôi không thể đưa. Nếu không đưa, tao sẽ bắn hết. Nè, ông không được làm bậy nghe. Ông mà giết người là ông ở tù đó. Một, hai, ba. Mỹ Ảnh ơi, tha lỗi cho ba. Lòng tham của ba đã giết chết con rồi, Mỹ Ảnh ơi. Ba tay, tay là ba cứu giùm con tôi. Mọi người ơi, có ai cứu giùm con tôi? Trời ơi, tôi đã làm gì vậy trời ơi? Mỹ Ảnh ơi, ba giết con rồi. Mấy anh tỉnh lên rồi. Mấy anh. Con lại tả buồn ta. Con cảm ơn Bồ Tát của mang con. Con tôi sống lại rồi mọi người ơi. Con tôi sống lại rồi. Tha lỗi cho bà. Tha lỗi cho bà. Thank you.